trân trọng mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Yêu Bếp. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một loại thức uống rất quen thuộc và được nhiều bạn trẻ ưa thích lựa chọn khi đi chơi, đi cà phê, tụ tập cùng bạn bè. Loại thức uống này rất thanh mát và phù hợp để giải khát trong những mùa hè nóng nực này. Đặc biệt là loại thức uống này rất dễ làm, nguyên liệu cần có cũng cực kỳ dễ tìm. Các bạn đã đoán ra được loại thức uống đó là loại thức uống nào chưa? Đó chính là trà lào cam xả, một loại thức uống rất ngon và dễ làm. Hương thơm từ xả rất hợp khi đi cùng với vị chua, ngọt của cam cộng với vị thanh của miếng đào tạo nên một loại thức uống vô cùng hấp dẫn. Cách thực hiện như sau. Bước 1. Đào tươi gọt vỏ, cắt làm 4, cho đào vào ngâm trong thau nước pha muối. Sau đó đem đi xả lại nước, rồi ướp đường cho tan. Bước 2, bắc nồi lên bếp, xên cho miếng đào chuyển sang màu vàng trong thì tắt bếp, vớt đào ra thau nước đá, cho đào giòn. Vắt cốt chanh vào nước đào, rồi để nguội, rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, dùng dần. Bước 3, xả đập dập, cho vào nồi nấu với nước, cho dậy mùi thơm, rồi để nguội, để pha một ly trà đào, cần một gói trà túi lọc. Cho vào 40-50ml nước sôi. Dùng trái cam cắt một lát để trang trí, phần còn lại vắt nước. Bước 4, để pha một cốc trà đào túi lọc, cần cho đường, nước xả, thái lát cam trang trí, thêm đá, xếp vài lát đào lên trên là chúng ta đã có ngay một ly trà đào thơm mát. Thưa các bạn, hy vọng món trà đào cam xả sẽ là lựa chọn thích hợp cho mùa hè nóng bức này. Đến đây, thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những số tiếp theo nhé.